Xuân Mỹ Vlog xin kính chào quý khán giả. Lời đầu tiên Xuân Mỹ xin kính chúc quý khán giả xa gần dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì Xuân Mỹ sẽ trở lại với chủ đề vừa mới nóng hổi, đó là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có hiệu lực từ ngày 13 tháng 12 năm 2021. Và qua đó nêu một số ý kiến của Xuân Mỹ liên quan đến các cái ứng xử của những người trong giới giải trí. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi ạ. Thưa quý khán giả, 6 tháng sau khi hoàn thiện bản dự thảo và lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng vừa ký ban hành Bộ Quy tắc ứng xử chung dành cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Quyết định có số 31/3196 trên QĐ BVHTTJL có hiệu lực từ ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức là mới có hiệu lực ngày hôm qua đó quý khán giả. Bộ quy tắc ứng xử có 3 chương 11 điều quy định rõ những điều mà người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần phải tuân thủ. Trong số này, đáng chú ý là quy định ứng xử của người hoạt động nghệ thuật khi tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Theo đó thì trong quá trình làm từ thiện, ngoài việc lan tỏa hình ảnh đẹp, ứng xử có văn hóa đến cộng đồng thì các nghệ sĩ cần phải công khai, minh bạch kịp thời các hoạt động xã hội, không lạm dụng danh hiệu, hình ảnh để tư lợi cá nhân. Cùng với đó, bộ quy tắc cũng yêu cầu các nghệ sĩ khi tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, không tổ chức tham gia các hoạt động trái với quy định của pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không tham gia hoạt động mê tín dị đoan, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Cũng trong bộ quy tắc vừa được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành, ở chương 2 quy định rõ những việc mà các nghệ sĩ cần làm để thực hiện đúng các quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp, ứng xử với đồng nghiệp, ứng xử với công chúng khán giả, ứng xử với báo chí, truyền thông và trên không gian mạng. Riêng lĩnh vực không gian mạng, bộ quy tắc yêu cầu các nghệ sĩ sử dụng tài khoản mạng xã hội để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác, có lợi ích cho xã hội và đất nước, bình luận, nhận xét đúng mục đích, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm đúng đắn, khách quan. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục. Các nghệ sĩ cũng được yêu cầu không được có những chia sẻ có tính lôi kéo, xúi dục, kích động, tạo phe nhóm, gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền lợi ích của các tổ chức cá nhân, cơ quan, gây phương hại đến an ninh trật tự, lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thì trước đó tháng 6 vừa qua thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn thiện dự thảo quy tắc ứng xử chung của nghệ sĩ và có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng và 6 đơn vị trực thuộc Bộ gồm Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sĩ Múa, Hội Nghệ sĩ Sân khấu, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Hội Nhạc sĩ để đề nghị tham gia góp ý xây dựng cho dự thảo. Dự thảo được Bộ xây dựng với mong muốn góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm, từng bước hình thành chuẩn mực đạo đức trong hành vi ứng xử của người nghệ sĩ với hoạt động nghề nghiệp trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội.
Về đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết những quy định này được đề cập đến trong quy tắc ứng xử chung của nghệ sĩ là cần căn cứ để các nghệ sĩ dựa vào đó biết tiết chế và ứng xử một cách có văn hóa với nhau, dựa vào đó có nhìn nhận lại chính mình. Cũng theo đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bộ quy tắc này chỉ là cái khung về quy tắc ứng xử, không phải văn bản có tính quy phạm pháp luật, do vậy sẽ không có các cái quy định liên quan đến chế tài xử phạt như là cấm sóng cấm diễn. Tuy nhiên thì các nghệ sĩ cũng xem như đây là một cái quy định chung để chấn chỉnh bản thân mình trong việc phát ngôn cũng như là ứng xử với khán giả khi mà tiếp xúc cũng như là khi tham gia biểu diễn trên sân khấu. Thường xuyên xây dựng một cái hình ảnh chỉnh chu, hoàn hảo, đẹp đẽ trước công chúng khi ra biểu diễn, khi đóng phim, khi diễn kịch, vân vân. Một số ở đây thì Xuân Mỹ xin đề cập một số nghệ sĩ thôi nha quý khán giả, bởi vì là thực sự ở đâu cũng vậy, trong lĩnh vực nào thì cũng có là kẻ tốt người xấu, ở đâu thì cũng có hoa thơm, ở đâu cũng có cỏ dại, thì chúng ta chỉ là góp một phần nhỏ trong cái tiếng nói chung của xã hội để làm đẹp cho đời hơn. Thì như chúng ta biết, có một số nghệ sĩ trên sân khấu hay trên phim thì họ diễn rất hay, họ diễn rất sâu, họ xây dựng một cái hình ảnh rất hoàn hảo, rất đẹp trong mắt công chúng. Nhưng thực tế thì ở ngoài đời còn một số người vẫn chưa hoàn thiện nhân cách. Nhân cách thì như dễ gách vậy đó. Quý khán giả còn nhớ cách đây mấy tháng không? Ông Đức Hải, một cái người phải nói là cán bộ trong trường sân khấu, là hiệu phó của trường sân khấu, vì phát ngôn dâm tục trên mạng mà bị kiểm điểm cách chức hiệu phó. Và chúng ta nói đến việc văn tục xem thường khán giả thì chúng ta còn quý khán giả còn nhớ ai nữa không? Đó là anh Đàm thì mướt gượt ra sân khấu cũng như lên video clip, các cái video ca nhạc thì mướt gượt, nhưng mà luôn luôn có trên trang cá nhân của mình thì anh này là thường xuyên gọi khán giả là con ngu, thằng ngục, con đuôi, thằng mù. Biết rằng là khán giả thì cũng có người là fan hâm mộ của mình cuồng nhiệt, có người thì cũng là anti fan, nhưng mà vẫn tụ chung là công chúng, là khán giả nói chung ở ngoài đời. Nhưng mà trên trang cá nhân riêng của ảnh, nhất là Facebook á mọi người, thì thường xuyên là có những cái phát ngôn như vậy. Và cũng gần đây thì mấy tháng trước thì cũng có một đạo diễn cũng vậy, xem ha, không có nghệ sĩ tụi tao á thì lũ dân ngu chúng mày lấy gì mà xem mà giải trí á. Thì tại sao mà thời gian gần đây lại có những cái phát ngôn hay là những cái trường hợp mà nghệ sĩ diễn viên hay ca nhạc kịch mà có những cái phát ngôn như vậy? Phải chăng là đây là lối sống tự do quá trớn, nó tạo nên nó là những con người có cái ứng xử nhân cách nó rẻ như vậy? Thì chúng ta hãy ngược lại mấy mươi năm trước, đất nước chúng ta từ khi giải phóng đến nay, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thì lĩnh vực nghệ thuật, bộ văn hóa thể thao và du lịch trước đây là bộ văn hóa thì cũng đâu có ban hành những bộ quy tắc nào đâu, nhưng mà trên lĩnh vực nghệ thuật thì vẫn còn nhiều con người, còn rất là nhiều những con người có cái nhân cách quý cao đẹp. Ở đây Xuân Mỹ xin nêu một vài trường hợp như là cô Bạch Tuyết. Cô Bạch Tuyết là tiến sĩ nghệ thuật đó các quý vị. Cô Kim Cương, cô Lệ Thủy, anh Thành Lộc, cô Trà Giang, anh Quyền Linh, vân vân, còn nhiều, rất nhiều người nghệ sĩ có cái tấm lòng nhân hậu, tư cách đạo đức sáng ngời, và khi làm từ thiện hay là tham gia những hoạt động xã hội công chúng, họ đều thể hiện cái cốt cách cao đẹp của người nghệ sĩ. Họ có cái lời ca, tiếng hát, lối diễn đi sâu vào lòng người, và cái cung cách ứng xử của họ cũng để lại thiện cảm trong lòng công chúng.
Đó, thực tế là vậy. Thì thực tế thì những năm gần đây thì chỉ có một vài bộ phận nghệ sĩ nhỏ là xem thường công chúng và có những cái ứng xử và phát ngôn chợ búa buộc lòng là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải ban hành một cái bộ ứng xử như thế này. Thì tuy nó không phải là văn bản quy phạm pháp luật để xử, nhưng mà nó cũng là một cái biện pháp chế tài để cái người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật họ tự soi rọi lại mình và có những cái ứng xử nó văn minh hơn, lịch sự hơn và có những cái phát ngôn hòa nhã, dịu nhẹ trước công chúng mà không phải là xem thường khán giả, xem thường công chúng. Thì qua cái bộ từ cái việc mà từ bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì Xuân Mỹ có ý kiến liên quan đến cậu Út Gò Công của chúng ta một xíu nè mọi người. Mọi người có thấy là từ khi mà em ấy được giải quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2016 đó và em ấy được bảo trợ đi diễn cho tới nay thì thông qua ý kiến của nhiều khán giả cũng như là những anh chị em cô chú bác trong fan club, khi mà Xuân Mỹ làm video về em Hồ Văn Cường thì tất cả mọi người gửi về đều nhận xét chung một ý kiến, đó là em Cường rất là dễ thương, cư xử rất là hiền và có cái những cái lời lẽ rất là lịch thiệp trước công chúng. Thì mọi người thấy là có thể là trên fanpage của em Cường trước đây thì có thể là người ta mớm lời, ekip quản lý mớm lời cho em ấy viết, hoặc là em ấy suy nghĩ em ấy viết rồi ekip quản lý sửa rồi em ấy viết đăng lên, nhưng mà chúng ta chưa thấy có một cái phát ngôn gì mà gọi là ngông nghênh kênh kiểu hết, đúng không mọi người? Và khi mà sự việc xảy ra lùm xùm mấy tháng nay thì em Cường lại chọn một cái giải pháp là im lặng trước mọi lời lẽ nhục mạ sỉ vả vu khống em ấy, trong khi một người là lớn hơn em ấy rất nhiều như anh Đàm năm hơn 50 tuổi rồi, nhưng mà anh này á, ảnh không có bỏ qua một lời nói nào của người khác nha mọi người. Ví dụ như là khi mà ảnh viết tuốt trên trang cá nhân mà ai mà vô mà nói gì đó mà xúc phạm tới anh ấy, hoặc là nói gì đó không có vừa ý anh ấy, hoặc là ai đó nói mà anh ấy không hài lòng là anh ấy đớp lại liền đó nha. Anh ấy rất là đớp chát và ăn miếng, gọi là ăn miếng trả miếng luôn, không có để rơi rớt một tiếng nói nào dù là trên mạng xã hội. Thì chúng ta thấy một người thì đàn cha đàn chú đi trước bao nhiêu năm, cũng nổi tiếng, cũng ra nhiều MV, giàu có, đi xe xịn, ăn mặc chải chuốt láng mướt, nhưng mà có những cái phát ngôn và những cái lời lẽ là trên mạng là rất là xem thường khán giả, gọi người ta là con ngu thằng ngục, con đuôi thằng mù. Nhưng mà một cái đứa trẻ bị vùi dập, một cái cậu thanh niên mới lớn bị vùi dập bao lâu nay, mọi người thấy từ lúc mà em đạt giải quán quân cho tới giờ em có cái vẻ gì ngông cuồng không? Em có cái vẻ gì mà sắc sược của một một người nổi tiếng không? Mặc dù là em nổi tiếng, em là một ngôi sao được nhiều người mến mộ. Mặc dù là người ta nói là em ấy là thế này là thế kia, nhưng em ấy vẫn chọn cái sự im lặng để là cho mặc tình cho người ta, là muốn là bêu xấu hay sỉ vả mình như thế nào cũng được. Như vậy là Mỹ cho là đây là tuy là mới lớn nhưng mà nhân cách tốt gấp mấy lần cái anh kia, cái anh bóng bẩy kia, cái anh vùng đất cấm kia. Mọi người có đồng tình quan điểm với Xuân Mỹ không? Và chính vì lẽ đó mà Xuân Mỹ Quốc rất hoan nghênh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kịp thời một cái bộ quy tắc ứng xử. Tuy là hơi muộn nhưng mà cũng kịp thời để cho những cái người mà từ trước tới giờ làm ông làm bà đó, làm ông hoàng bà chúa trong giới nghệ thuật đó,
thì hãy soi rọi lại mình. Nhân mình có tài là một lẽ, nhưng mà nhân cách của mình, cốt cách của mình, ứng xử của mình trước công chúng, trước đám đông, trước những khán giả mới là rất mới là quan trọng, nhân cách sống mới là quan trọng. Đúng không mọi người? Đó, cho nên là hy vọng là ngoài cái việc ứng xử, ngoài cái việc phát ngôn ở trên mạng, thì cái việc làm từ thiện của nghệ sĩ cũng được là minh bạch, cũng được là công tâm, đúng như cái những cái gì mà cái nghị định 93 của chính phủ vừa mới có hiệu lực bữa 11 tháng 12. Rõ ràng là thời gian gần đây chính phủ nói chung là nhà nước của chúng ta, nhà nước nói chung và các bộ ngành nói riêng ban hành rất là nhiều những văn bản mà chấn chỉnh liên quan đến phát ngôn, liên quan đến làm từ thiện, liên quan đến sử dụng mạng, liên quan đến ứng xử trên mạng xã hội. Mọi người thấy như vậy thì nhà nước của chúng ta đang dần dần hoàn thiện cái cơ thể chế quản lý của mình để quản lý cái công đất nước, quản lý xã hội dần được tốt hơn. Thì hơn ai hết Xuân Mỹ cũng rất mong mỏi là không chỉ lĩnh vực nghệ thuật, lĩnh vực biểu diễn, mà tất cả những lĩnh vực khác, những cái nhất là công chức viên chức, công an bộ đội, những người làm công tác trong các cơ quan ban ngành, tiếp tục xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tốt đẹp, hòa đồng với mọi người, và xây dựng hình ảnh mọi người nó tốt đẹp hơn. Thì với cái sự quan tâm hỗ trợ binh vực của mình đối với cậu Út Gò Công, em Cường, thì Xuân Mỹ thấy rõ ràng đây là một cái thanh niên đáng được mình bảo vệ, góp tiếng nói bảo vệ hơn là vùi dập sỉ vả. Bởi vì thực chất em ấy chưa làm gì có lỗi với tất cả chúng ta. Có lỗi hay không về bên trong, có sâu xa, nguyên nhân sâu xa câu chuyện thì phía bên kia người ta cũng đã nói rất nhiều rồi, người ta cũng đã những gì làm người ta cũng đã làm hết rồi, mọi người có thấy không? Nào là nói là em này ham tiền, nào là nói em này thế nọ thế kia, nói chung là những cái gì xấu đều là trút lên em ấy hết. Nhưng mà một người rất có nghĩa khí, chưa có phản pháo lại, cũng không nói gì, im lặng, tức là im lặng mặc tình cho người ta muốn nói gì nói mình, và thật là lì đòn trước búa rìu dư luận. Và Xuân Mỹ nói thế này các bạn, các bạn hâm mộ ai, nhưng mà các bạn hãy nhìn lại đi, tại sao người ta im lặng? Người ta im lặng cũng như một cái khán giả trong kênh của Xuân Mỹ nói là im lặng là một cái đòn trả mà thâm sâu nhất trước những cái sự bỉ ổi của những cái người mà bên kia đang sỉ vả vào em ấy. Thì Xuân Mỹ tin là những cái gì mà nhà nước đang ban hành, những cái gì mà cơ quan nhà nước đã đưa ra, thì trong thời gian tới, nhất là sắp tới đây nữa nè mọi người, cơ quan an ninh mạng sẽ theo dõi và quét lại những cái kênh mà chuyên đi xuyên tạc bôi xấu, đặt điều, và nhất là chửi rủa trên mạng nè, sẽ người ta sẽ rà soát lại và người ta sẽ xử lý. Thì tin rằng là ở đâu cũng vậy, từ từ sẽ cỏ dại sẽ bớt đi, hoa thơm sẽ lấn dần, và một ngày nào đó thì
cũng gần rồi mọi người ơi. Em Cường sẽ trở lại với công chúng, trở lại với khán giả bằng lời ca tiếng hát của mình, bằng tài năng thật sự của mình, và không phải bị cái bóng của ai che, hay là không phải bị một cái quản lý nào nắm về tiền bạc hay là nắm về cuộc sống của em nữa, mà em sẽ tự do quyết cái cuộc sống của mình trong thời gian tới. Video clip của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc rồi mọi người ơi. Xin kính chúc quý khán giả xa gần luôn luôn mạnh khỏe, bình an, và hãy giữ khoảng cách an toàn trong mùa dịch hiện nay. Và hẹn quý khán giả vào những video tiếp theo. Hãy bấm đăng ký kênh, ấn chuông thông báo và hãy share cho nhiều người cùng theo dõi video clip của Xuân Mỹ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con cô bác.